Để mở màn thì chúng ta bắt đầu với cách nhận biết người cùng chí hướng với mình. Tôi tâm sự một chút nha. Nhiều bạn vừa có ý tưởng kinh doanh hoặc là vừa mở doanh nghiệp, vừa lây hoay không biết là tìm ra đâu người có cùng chí hướng để cùng hợp tác, chính là chuyện rất là bình thường. Ngay cả những người đã tìm được rồi thì cũng không ít lần lại bối rối và tự hỏi bản thân mình làm sao để biết được người đồng hành có cùng chí hướng với mình. Có một lý do đơn giản khiến cho đa số các đồng sáng lập bị tan rã là do khi mới bắt đầu á, ai cũng rất là hào hứng, rất là quyết tâm, khí thế và tuyên bố những lời đau to bú lớn lắm các bạn. Nhưng đi đêm rồi đó mới biết đêm dài, sống chung chăn rồi mới biết chăn đó có rợn bạn à. Các bạn ơi, các bạn không thể nhận ra bằng mắt và tâm bình thường được đâu, trong khi lời nói thì như là gió thoảng vậy đó. Vậy thì chắc chắn các bạn cần bí kíp từ các chuyên gia rồi. Nhưng mà trước khi nắm bắt các bí kíp này thì bạn hãy chia sẻ quan điểm của mình với các chuyên gia về những tiêu chí mà bạn đã lập ra để nói về cái chí hướng của những người sáng lập nhé. Bạn hãy chọn một hoặc là nhiều đáp án đang hiện ra trên màn hình. Rồi sau đó chọn xong thì nhớ bấm Submit để nộp bài nha.